Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream bộ công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, Thư xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ưu tú. Chúng ta cùng đợi một vài phút để kịp vào tham dự. Mọi người kịp vào tham dự với chúng ta các anh chị nha. Các anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Tôi cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị. Hôm nay các anh chị có thành công gì thì có thể comment lên khung chat để Thư cùng ăn mừng với các anh chị chúng ta nha. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời các anh chị ơi. Thư có thành công của Thư ngày hôm nay, có một cái thành công liên quan đến tiền các anh chị, đó là tiền về 10 triệu đồng. Anh chị chúng ta nhớ bỏ tiền, nhớ thực hành cái thói quen bỏ tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày nha các anh chị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ các anh chị đã tác xong những người bạn thân yêu của mình chưa? Anh chị nào mà chúng ta đã tác xong rồi thì comment lên khung chat phím số 1 cho tôi thấy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thói quen tiếp theo, một cái thói quen rất là quan trọng trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi nội dung buổi chia sẻ ngày hôm nay các anh chị Hà, đó là thói quen ra quyết định. Các anh chị và Thư sẽ cùng nhau nhắm mắt và nghĩ về cái kết quả mà chúng ta mong muốn đạt được các anh chị ha. Rồi, chúng ta quay trở lại các anh chị ha. Hôm trước á, chúng ta đang ở cái câu hỏi là một cái anh chị hỏi là sao à? Làm thế nào để mà có tìm được một cái công việc như mơ và với cái mức thu nhập như mong muốn đúng không ạ? Thì Thư có chia sẻ với các anh chị á, là
Và cái bác TH Baker hôm bữa là thầy có nhắc đến với các anh chị chúng ta là về cái quy luật cân bằng các anh chị ha. Thì ở đây thầy cũng nhắc lại một cái câu nói khá là nổi tiếng của bác TH Baker, một bác đa triệu phú la la, cũng là cái người tác giả của quyển sách Bí mật tư duy triệu phú các anh chị ha. Thì bác đã nói như sau: không phải là cái gì mà là ai làm, không phải là làm cái gì mà là ai làm. Vậy thì các anh chị để ý nha, có rất là nhiều việc, nhiều cái lĩnh vực cũng có các triệu phú đô la họ giàu lên, nhưng mà cũng cái công việc đó cũng rất là nhiều người không giàu lên. Anh chị có thấy vậy không? Mà có rất là nhiều công việc đúng không, ngành nghề ở ngoài kia có nhiều người giàu lên nhưng mà có rất là nhiều người không giàu lên đúng không ạ? Có rất là nhiều người thành công, cũng có rất là nhiều người không có thành công. Tại sao người ta làm được mà mình thì không làm được? Tại sao có rất là nhiều người thành công trong cái lĩnh vực đó và cũng rất là nhiều người không thành công cũng cùng cái lĩnh vực đó? À, nên là có một số anh chị bảo là cái ngành nghề đó của chị nó không có dễ làm này kia, không có, nó không có đi lên theo xu hướng của các kiểu vân vân. Nhưng mà tại sao trong lĩnh vực đó, cái lĩnh vực mà anh chị vừa kêu là khó, vừa nói, vẫn rất là nhiều người người ta đã trở thành triệu phú đô la mà. Nên là thành ra anh chị ha, các anh chị phải nắm cái ý này nha, không phải là làm cái gì mà là ai làm. Khi mà mình trở thành người có giá trị anh chị ha, mình có nhiều giá trị mình trao cho thị trường anh chị, thì mình sẽ có rất là nhiều tiền. Anh chị nhớ trong cái tư duy của người thành công và giàu có không ạ? À? Giúp được nhiều người và tôi kiếm được nhiều tiền. Và trong những cái quy luật vũ trụ mà hôm giờ chúng ta đã được học đó, thì có quy luật cân bằng các anh chị. Là gì? Những gì anh chị nhận được thì nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của các anh chị cộng với giá trị anh chị trao cho cộng đồng. Nên là tại sao mình phải đặt cái câu hỏi là mình làm như thế nào để mà mình có thể trở thành cái con người có nhiều giá trị, bởi vì những gì mình nhận được sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình mà. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình trở thành người có nhiều giá trị, và sau đó giá trị của mình nó phải giá trị của mình đó, các anh chị phải được nâng cao lên mỗi ngày các anh chị đúng không? Mình phải phát triển, mình phải gia tăng cái giá trị của mình lên để làm gì? Để mình có nhiều giá trị hơn. Khi mà mình có nhiều giá trị, mình sẽ giúp cho nhiều người, mình trao đi cái giá trị ra ngoài thị trường ngày càng nhiều hơn thì mình có nhiều tiền hơn, chứ không phải là nghề gì có nhiều tiền hơn. Không phải là mình nghe người ta nói là công việc này nhiều tiền cái xong mình nhảy vào mình làm. Rất là nhiều anh chị á, mình nghe nói là công việc này nhiều tiền cái mình nhảy qua nhảy lại nhảy mấy chục năm nay luôn mà vẫn chưa có dư, vẫn chưa thành công giàu có. Bây giờ mình làm một cái công việc tốt, bây giờ các anh chị hình dung nha, cái công việc nào đó cũng có cơ hội hết, nhưng cái công việc anh chị đang làm đi, cái giá trị của anh chị không có cái giá trị gì ở bên trong hết, không có cái giá trị gì để giúp người khác hết, thì mình phải trao đi cho nhiều, cho người, những các người những, cho nhiều người những cái giá trị mình đang có, mình giúp được cho nhiều người thì mình mới có được nhiều tiền. Đó, bây giờ mình không có giá trị gì hết, mình cũng không giúp cho nhiều người, thì cái thu nhập của mình nó cũng vòng vòng ở đó thôi ha các anh chị. Anh chị hình dung được không ạ? Bây giờ phải trao giá trị cho nhiều người thì mới có được nhiều tiền. Bây giờ
cái giá trị của mình anh trao ở mức số 7 thì cái thu nhập của mình cũng ở mức số 7 luôn. À, các anh chị ha. Bây giờ anh chị có mong muốn, anh chị có mong muốn là cái giá mong muốn giúp thêm nhiều người hơn chăng nữa, nhưng mà cái thu nhập mình nó vẫn ở mức số 7. Tại vì sao? Tại vì cái giá trị mình nó tới đó thì cái thu nhập mình nó chỉ tới đó thôi. Một số anh chị hay hỏi rằng là mình sẽ làm giàu bằng cách mình nhìn thấy ai giàu mình sẽ làm theo, đổi đúng ngành đủ nghề, đổi từ ngành này qua ngành kia, đổi từ công việc này sang công việc kia, đổi quá trời công việc luôn. Mấy chục năm nay mà bao nhiêu công việc, bao nhiêu ngành nghề, bao nhiêu ngành, bao nhiêu nghề rồi, bao nhiêu cái, nhưng mà gọi là đếm không xuể luôn, mà đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa tự do về tài chính. Và các anh chị có nhìn thấy là có nhiều cái trường hợp này ở ngoài kia không ạ? Trong cái mối quan hệ của mình á, hay là thậm chí là ở bên trong mình, bên trong bạn chính mình nè, cũng đã từng như vậy có không ạ? Có đổi liên miên luôn không? Và mình cũng thấy họ là mình thấy mình chưa đạt được cái điều mà mình mong muốn nên là mình đổi tiếp. Chưa đạt được cái sự tự do. Tại sao anh chị? Tại vì á, cái giá trị của mình nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nên là cho dù anh chị làm nghề nào thì cái giá trị nó cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Có bao nhiêu giá trị để trao cho thị trường, cái giá trị trao thì đi như đó thôi, thì thị trường chỉ trả cho các anh chị như đó tiền thôi. Giờ sao mình đòi hỏi hơn được nữa các anh chị? Luật nhân quả là gì ạ? Gieo nhiều nhân tốt thì nhận được một bầu trời quả ngọt. Mà bây giờ bên trong mình không có cái hạt nào hết, không có cái nhân nào luôn, lấy gì mình gieo anh chị? À, bây giờ mình đi đến cái mảnh đất rất là màu mỡ luôn, đúng không ạ? Một mảnh đất rất màu mỡ mà bên trong mình á, bên trong mình không có cái hạt nào hết thì làm sao mà gieo đây? Đến một cái mảnh đất màu mỡ mà bên trong túi không có một cái hạt nào hết thì gieo sao, đúng không? Giờ mình mang cái thân của mình đi tìm mảnh đất màu mỡ, cái xong mình vô cái xong rồi không có một cái hạt mầm nào hết đó. Chúng ta cứ đi tìm chỗ này chỗ kia rồi tìm mảnh đất màu mỡ, bây giờ tìm ra rồi nhưng mà trong túi lại không có hạt, không có hạt sao gieo, rồi không gieo thì sao mà gặp? Các anh chị nên nhớ nha, có gieo có gặp, không gieo không gặp, gieo gì gặt nấy, mà gặt là gặt gấp đôi anh chị ha. Khi mà đã gặt á thì gặt gấp nhiều lần gieo nha các anh chị ha. Thư nhắc lại cho các anh chị ha, bốn cái quy tắc của quy luật nhân quả anh chị. Thứ nhất là không gieo thì không gặp, gieo thì gieo gì gặp nấy, có gieo có gặp, một khi gặp thì gặp gấp nhiều lần gieo. Nên là cái gốc rễ ở đây các anh chị không phải là mình đổi nhiều mảnh đất màu mỡ đâu, không phải là đổi mảnh đất màu mỡ, mà anh chị đã đổi rất là nhiều mảnh đất rồi. Bây giờ mình không có hạt thì sao, làm sao được, đúng không? Làm sao đây? Mình phải biến mình trở thành cái người có nhiều giá trị anh chị nha. Mình phải phát triển cái tư duy của mình lên, mình phải nâng cao cái giá trị của mình lên. Chẳng hạn như Thư, như các anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ Miss Thanh Tú, Mr. Công Minh, các anh chị doanh nhân nhóm trưởng, ngày trước anh chị Thư chia sẻ với anh chị câu chuyện của truyền cảm hứng của Miss Thanh Tú ha, là người tạo ra bộ công thức này, cũng chính là người sáng lập câu lạc bộ trí tuệ Tú. Là ngày trước Miss Thanh Tú chỉ là một nhân viên bán hàng thôi, và Miss Thanh Tú đã biết rằng á, chỉ lúc đó Miss Thanh Tú thì chỉ biết rằng là sếp chỉ sao thì làm như thế,
Và Đức Thanh Tú thì chỉ có một kỹ năng duy nhất là tư vấn thôi. Ngoài cái kỹ năng đó ra là không biết làm gì khác hết trơn. Nên là cái giá trị, cái mức thu nhập của Miss Thanh Tú ngày đó cũng không có nhiều, các anh chị ít. Có 3, 4, 5 triệu thôi. Tại vì Miss Thanh Tú không có cái giá trị để trao cho thị trường nha các anh chị. Nhưng mà sau thời gian mà Miss Thanh Tú tham gia vào nhóm rèn luyện của câu lạc bộ các anh chị, chương trình nhóm rèn luyện 90 ngày đó của câu lạc bộ chúng ta, câu lạc bộ trí tử tú đó, thì Miss Thanh Tú đã cài đặt lại cái tư duy, bắt đầu phát triển, bắt đầu gia tăng cái giá trị nội tại của bản thân mình lên, và được học những cái kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing bằng tiềm thức và chị nha. Và Miss Thanh Tú có thêm hai cái kỹ năng là bán hàng và marketing. Sau đó là Miss Thanh Tú được học những cái chiến lược kinh doanh, cách đàm phán, cách đối nhân xử thế như thế nào. Rồi khi mà làm kinh trở thành doanh nhân á, là đã giúp những cái người xung quanh như thế nào, người người khác như thế nào, giúp cho người khác như thế nào. Bởi vì á, mình chúng ta mong muốn giúp nhưng mà phải có kiến thức các anh chị nha. Không phải ai mình cũng cho mình giúp đâu, mà mình phải làm sao mà họ mà giúp được họ bằng cái tình yêu thương, bằng cái trái tim của mình đó, để họ cho mình giúp, chứ không phải là mình bang bang ra mình đòi giúp là được đâu các anh chị nha, là người ta cho đâu các anh chị. Không phải là mình muốn là được đâu, không phải mình muốn giúp là bắt là người ta phải nhận cái sự giúp của mình đâu nha, cái sự giúp đỡ của mình đâu. Bởi vì đa số chúng ta đều được gieo là chúng ta hay có cái tâm lý đề phòng các anh chị, tâm lý với người lạ, nên là không phải ai cũng cho mình giúp đâu anh chị nha. Nhưng phải giúp được người khác đạt được cái mục tiêu của họ thì mình mới đạt được cái mục tiêu của mình. Thì vậy thì phải làm sao để mình giúp được nhiều người, nhận được cái giá trị của mình, nhân được cái giá trị của mình lên thì mình mới kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà nếu bây giờ cái bí kíp mà giúp đỡ họ mà họ không cho mình giúp thì sao? Thì coi như xong rồi các anh chị ha. Mình phải học cái cách làm sao mà người ta cho mình giúp. Và khi mà bản thân Miss Thanh Tú gia tăng nhiều hơn cái kỹ năng đó, các anh chị trở thành một cái người có nhiều giá trị hơn, thì Miss Thanh Tú đã giúp được nhiều người hơn, và những người đó đạt được những cái điều mà họ mong muốn. Thì có một cái thời gian các anh chị ha, khi mà nhìn lại á, thì Miss Thanh Tú thấy là mình đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn luôn, có tuyệt vời không ạ? Thì đó là cái chìa khóa các anh chị ha, chúng ta hãy phát triển cái, hãy gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên, hãy gia tăng cái tư duy, cái trí tuệ của mình lên. Bây giờ anh chị thay đổi bao nhiêu cái ngành nghề đi chăng nữa, mà bao nhiêu cái mảnh đất đi chăng nữa, mà bên trong mình không có cái hạt mầm nào hết, bên trong mình là không có giá trị nào hết, thì đến nơi đó cho dù cái mảnh đất có màu mỡ như thế nào đi chăng nữa cũng không gieo được gì hết các anh chị. Nên là bác Warren Buffett đó anh chị, một cái người giàu, một những cái người một trong những người giàu top 10 thế giới, thì ông có nói gì ạ? Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư khôn lợi nhuận nhất. Đầu tư cho bản thân là cái khoản đầu tư lợi nhuận nhất nha các anh chị nha. Vậy thì đầu tư cho bản thân, đầu tư vào bản thân là sao các anh chị? Là đầu tư cái gì? Đầu tư đầu trước là cho trí tuệ của mình anh chị ha, cho mình có trí tuệ đã rồi, không bao giờ mình sợ mất cái sự mất đi nữa các anh chị. Rồi tiếp theo là mình đầu tư cho sức khỏe các anh chị. Mình có sức khỏe rồi, mình đã tận hưởng, để mà mình tận hưởng được cuộc sống rồi, mình đầu tư cho mối quan hệ. Đó chính là đầu tư cho bản thân các anh chị. Đó là ba cái khoản đầu tư rất là lợi nhuận luôn, rất là lời.
Nên là chúng ta phải gia tăng cái giá trị nội tại của mình, của bản thân mình lên. Những anh chị nào mà chúng ta có cái câu hỏi là làm thế nào để có cái công việc với mức thu nhập cao như là mong muốn, thì chúng ta hãy tham gia vào chương trình 90 ngày. Các anh chị, nhóm năng lượng 90 ngày, mình phát triển cái giá trị nội tại của mình lên, mình phát triển cái trí tuệ của mình lên, mình phát triển những cái kỹ năng mới hơn, mình xây dựng bản thân thành nhiều con người có nhiều giá trị thì sao ạ? À? Để mà khi mình gặp mảnh đất màu mỡ thì mình gieo mới được. Bây giờ từ đây về sau, anh chị, nếu mà bây giờ từ đây về sau anh chị không hỏi nữa, công việc nào có nhiều tiền, làm gì có, làm gì mới giàu, các anh chị ha, không phải là làm cái gì mà là ai làm. Hãy phát triển và gia tăng cái giá trị nội tại đến, nên là hãy tham gia cái nhóm rèn luyện 90 ngày để mình phát triển tư duy, mình gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên, được không ạ? Khi mà anh chị gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên rồi thì anh chị đi đến đâu, làm cái gì cũng thành công hết các anh chị. Đấy, các anh chị ha, nếu mà các anh chị nhớ, không phải là làm cái gì mà là ai làm. Rồi câu hỏi tiếp theo nè, bí kíp nào để giúp cho chị có cái sự tập trung vào trong cái mục tiêu của mình để đạt được kết quả cao? Thì trong những cái ngày vừa qua, các anh chị ha, các anh chị thì Thư có chia sẻ đến các anh chị là những cái cách mà giúp cho mình tập trung vào cái mục tiêu của mình. Rồi cái việc đó nó sẽ đến từ thói quen các anh chị. Sự tập trung của mình nó sẽ đến từ thói quen. Ví dụ trước giờ mình có những cái thói quen tập trung thì hôm đó mình không có thói quen tập trung. Hôm trước Thư có chia sẻ với các chị một vài cái câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là gì ạ? Mình trong hình và những cái mục tiêu của mình á, mình dán khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách ở trong ngôi nhà mình để làm gì ạ? Để mỗi ngày mình mở mắt to, mình sẽ nhìn thấy cái mục tiêu của mình và biết rằng là hôm nay mình cần phải làm gì để tiến tới nó. Đó, mình biết rằng là hôm nay mình cần phải làm gì để tiến đến nó, nhưng mà cái mục tiêu của mình đó, mình tự kỷ ám thị mục tiêu của mình, rồi mình để trong điện thoại các anh chị ha, để trong nhà của mình những cái bức tranh mục tiêu để mà mình nhìn thấy đâu mình cũng ở đâu mình cũng nhìn thấy hết. Đầu tiên là mình phải nhìn thấy anh chị ha, và câu lạc bộ chúng ta phải nhìn thấy là cái câu lạc bộ chúng ta ngày nào cũng chia sẻ cho các anh chị rồi tổng kết thành công, và Miss Thanh Tú các anh chị ha cũng nhắc và bám sát mục tiêu tài chính, cái con số của mình xem, và luôn mỗi ngày đều tổng kết hoặc mỗi tuần thì xem là mình đã đạt được bao nhiêu và ăn mừng thành công. Nó gợi nhắc cho mình biết rằng mình không phải nuôi dưỡng kết quả hạt giống của mình, được không ạ? Nên là chúng ta cần phải vào zoom sáng, zoom tối và các buổi zoom chuyên sâu các anh chị ha. Chị nghĩ anh chị chơi với người mà lúc nào cũng nhắc đến mục tiêu sau đó là không thể nào mà yên lặng của các anh chị.
Đó, các anh chị ha. Là ở đây á, các anh chị chúng ta lưu ý là cái chỗ là cứ chúng ta cứ quay về quy luật cân bằng là dễ nhất các anh chị ha. Mình làm gì á, mình muốn thu nhập cao đúng không, thì mình phải tăng cái gì ạ? Mình tăng tư duy giá trị của mình lên, cộng với cái mình tăng cái sự hiểu biết của mình lên, và mình tăng mình phải rèn luyện cái thói quen này các anh chị ha. Mình phải tăng cái sự hiểu biết của mình lên, rồi mình cũng hỏi hôm qua tôi cũng có giải thích thêm với các anh chị đó là công thức của người thành công là gì. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động, và hành động tạo ra kết quả các anh chị ha. Khi mà chúng ta nâng cao cái giá trị nội tại của mình lên, đó chính là chúng ta đang làm việc với những cái suy nghĩ của mình các anh chị ha. Và khi mà chúng ta kiểm soát để mà có mình vẫn có cái suy nghĩ mà nó luôn hướng đến những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực, thì mình sẽ hút đến những cái điều tốt đẹp, những cái điều tích cực đến với cuộc sống của mình các anh chị. Ở đây những anh chị nào mà mong muốn là cải thiện thu nhập rồi, rất là khao khát rồi, và hỏi câu lạc bộ cách gì thì đấy, như Thư chia sẻ, ở đây không phải câu lạc bộ không cho chúng ta tiền các anh chị ha. Ở đây câu lạc bộ chỉ chia sẻ cho các anh chị là những cái kiến thức, những cái giá trị và những điều mà đã được ứng dụng trong câu lạc bộ của chúng ta các anh chị nha. Nên là chúng ta hãy cảm ơn và biết ơn câu lạc bộ nhiều vì đã tạo ra cái môi trường tuyệt vời như thế này, và đã hàng ngày duy trì cái môi trường này, và để mà mặc và mang cái sứ mệnh là giúp cho thật là nhiều người Việt Nam nữa, Việt Nam và cũng như là trên thế giới các anh chị. Nên là những anh chị chúng ta đó, ở đây các anh chị chúng ta nhớ là phải liên tục gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên cái anh, trừ khi là anh chị không muốn phát triển cái dòng tiền, cái dòng thu nhập của mình nữa, thì các anh chị không làm gì thì nó sẽ không đứng, thật ra là nó không đứng yên mà nó sẽ lùi tàn nha các anh chị nha. Đây đây là khoa học đã chứng minh rồi, cho nên là chúng ta hãy nhìn nhận cái đúng đắn, hãy tham gia học nhiều hơn cùng câu lạc bộ để các anh chị được mở rộng cái tầm mắt của mình hơn nữa, mình mở rộng cái tầm nhìn của mình hơn nữa các anh chị ha. Và mình cũng không có bị giới nhiều nữa. Thì các anh chị nào mà mong muốn, các anh chị nào mà mong muốn có thêm một cái công việc để có nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba gì đó, thì các anh chị hãy tìm những cái công việc có thể tham khảo, công việc part time. Nhưng mà các anh chị nhớ đâu là cái mục đích cuối cùng của các anh chị khi mà tham gia vào nhóm học tập, nhóm công của câu lạc bộ chúng ta. Ở chúng ta đều hướng đến gì ạ? Đó là tự do về tài chính, tự do về thời gian và tự do về không gian, khỏe mạnh nữa đúng không ạ? Thì các anh chị nhớ là chúng ta đầu tiên, cái chúng ta đầu tiên mà cần phải quan tâm, cần phải rèn luyện, bắt bỏ mình vào cái khuôn mà để rèn luyện được điều đó, đó là chúng ta phải gia tăng cái giá trị nội tại của bản thân mình lên. Khi mà chúng ta có giá trị nội tại rồi, chúng ta trao đi cho cộng đồng, càng giúp được nhiều người thì chúng ta càng giàu anh chị, chúng ta càng có nhiều tiền, và giúp được nhiều người thì mình ở bên mình là một cái cách để cho mình phát triển được cái tình yêu thương và cái lòng biết ơn của chính mình đó các anh chị nha. Và đây, và cái việc mà giúp được nhiều người kiếm được nhiều tiền thì nó cũng chính là cái quy luật nhân quả mà chúng ta đã đi qua đó các anh chị ha. Gieo nhiều nhân tốt thì gặt được một bầu trời quả ngọt các anh chị. Là chúng ta hãy nhìn nhận rõ ràng hơn, nhìn nhận cho đúng hơn về cái tình hình kinh tế ở đất nước của những anh chị thương, có thể là các anh chị mà đang ở đây không phải là hẳn là các anh chị đều là ở Việt Nam, có thể là người con Việt Nam, nhưng mà ở rải rác nhiều nơi trên thế giới, thì các anh chị nghe được những dòng này thì các anh chị biết là không phải vấn đề không còn là làm cái gì nữa, nó chỉ
Làm cái gì Thư đã chia sẻ với các anh chị là nó một cái yếu tố rất nhỏ và nó nằm ở sau cùng luôn. Nhưng mà ai làm mới là quan trọng. Chiến lược là gì? Có chiến lược hay rồi nhưng mà không ai thực hiện thì nó cũng không thành đâu các anh chị nha. Được mà. Đó, nên là chúng ta nhớ phải gia tăng giá trị nội tại, mình phải trao đi giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng thì chúng ta sẽ có được cái điều chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ gia tăng được cái thu nhập của mình các anh chị nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Nãy giờ thì Thư cái nội dung của Thư nói hôm nay nó cũng không có ngắn lắm thôi các anh chị ha, cũng vừa đủ cái thời gian như bình thường hoặc là có dài hơn lố hơn một xíu nữa, thì rất là cũng biết ơn và cảm ơn các anh chị đã cho Thư, đã cùng Thư tham dự cái buổi chia sẻ ngày hôm nay các anh chị nha. Để chúng ta cùng nhau tìm làm thêm những cái kiến thức tư duy mới chúng ta. Các anh chị đang tham gia cái buổi, những anh chị nào mà đang tham gia cái buổi chia sẻ, cái buổi Zoom này á các anh chị, thì các anh chị đang làm cái hoạt động đó là gia tăng giá trị nội tại của mình đó các anh chị nha. Rất là chúc mừng các anh chị, chúng ta đang đi thuận theo quy luật của tự nhiên, chúng ta rất là xứng đáng với sự thành công nào có. Thì Thương gửi lời chúc đến các anh chị là tối nay các anh chị ngủ ngon, cho cái niềm thành công và giàu có, và các anh chị thức dậy ngày mai, các anh chị thức dậy trong hân hoan. Rồi, rất là tuyệt vời, cảm ơn và biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng Thư. Xin chào.